Anh hướng đi. Hai chân hướng đi. Càng càng. Rồi tiếp tục. Đang đúng chấp 03. Sơn Lộc. Là cơ hội đó, cơ hội đó mà không ăn nữa thôi á. Rồi cảm ơn nhá. Rồi vô anh Lộc, mình có vốn rồi mình chơi đi. Chấp 03 một anh cả hai người được không? Chấp anh Nam. Hôm nay mà không ăn được đúng á thì đừng có hút đâu được. Chấp anh Nam. Rồi vô anh Nam. Này kèo này mà không ăn được thôi á. Hôm nay anh không đánh được.
gầy cận. Rồi, chơi. Làm gì đó.